không có đến đảo đi đâu. Nó không có đi, ruộng nó ở đây nặng đi vòng vòng thôi. Có cái gì ăn không? Có gì không? Cơm. Ô, người ta mình mà sống kiểu giống như mà tưởng tượng mình thấy mà người ta lùa con bầy vịt đi hết trơn mà còn con vịt ở lại nó lạc kiểu đó đó, mà người ta mà tưởng tượng giống vậy là thấy khổ lắm đó. Rồi mình tăng chào mọi người nha, chắc này đang đi kiếm một em hót bôi bụi lùm mà đi giữ vịt cái làm sao mà bị chủ đuổi giờ ở dưới gầm cầu nha mọi người. Ừ. Rồi đi đâu rồi? Không biết nó có đi mò ốc gì không biết nữa. Mà cái em này là làm sao? Nó hồ đi giữ vịt bên mương lớn vậy đâu bển á. Rồi cái đi qua đây nó ở đây đâu 4 năm bữa tôi đi vô thăm lúa. Cái hỏi mà mới biết rồi đâu có gì đâu hồ. Còn có mấy trăm ngàn cái bữa đó là không tiền luôn. Đẻ bắp chuối xào ăn không không đó. Rồi thấy vậy mới vô nhà mới ông anh đem gạo rồi đem mì rồi bạn đem đồ ăn rồi ra cho ăn rồi tôi lấy thấy gì lấy cái mùng mà anh ra cho ngủ chứ không thôi ngủ cũng ngủ không cho mũi cắn không à. Mà sao mà giữ vịt mà nghỉ? Cái vụ đó thì mình không có biết cái vấn đề với của người ta làm sao tại vì nó nói thì đi đồng bển này về đồng bên đây như dạng như nuôi vịt chắc lỗ lã với hoặc là nó mằng kiểu cái tay bị có tật á. Thứ nhất là xuống mình phải giữ vịt ra là mình phải gắn máy mình bơm nước ngay kia rồi đó. Cho nên mới làm được. Còn mà nó làm được sợ mình cách thức đó mình cũng không có rành không, mình cũng hỏi qua quận vậy thôi. Rồi thấy em trai này có bình thường không? Bình thường lắm, không có gì trơn, nó cũng biết sắp xếp mà ăn tôi. Nó đợi dưới này nè, bữa nào mới mốt bơm nước cạn cạn ha là nó đi dặm dấu đặng bắt cá. Bắt cá chê dặm dấu bắt cá chê á, bán. Với mò ốc quắn rồi đó. Để bán sống ha. Trời mấy bữa đầu không ai hay đó. Đâu có gì ăn, còn có mấy trăm ngàn ăn hết tiền rồi bẻ bắp chuối. Như tôi ra tôi gặp cái bẻ chuối nè, dòng chuối này nè, lột ra nấu chắc nhắc ăn gì. Nó ăn đỡ đói chứ biết ăn gì giờ rồi bắp chuối thì xào thí đại nữa. Có cái nồi một nhỏ xíu đằng đó đó. Thằng ơi. Bởi vì đằng này tôi thấy ví dụ hết mình không có đem gạo nhiều nhưng mà đem ít gà đủ thì bị mình có vô gia hoài hàng ngày nè. Là anh đi ruộng thằng đường này hoài ha. Thì ở trong nhà lội ra nè, ruộng là ở đây nè. Đây đất ruộng rồi nữa ha. Lúa tốt quá trời ta. Giống OM18. Lúa này chừng nào mới làm được? Mùng 3 tới này cắt. Mùng tới này cắt ha. Mà cái em trai này khoảng nhiêu tuổi anh? 31 tuổi, bữa đó hỏi rồi mà không có hỏi tên. Tại vì hỏi trong chuyện lòng vòng thôi chứ không có hỏi tên. Thấy cái tay nó bị có tật nha, hơi yếu thôi, như nói chung là mằng nặng là mằng không được. Chắc cũng hơi khờ khờ đó. Không có khờ. Nó cũng bị té. Mà có hỏi nhà ở đâu không? Nó bên Chợ Mới, An Giang nè. Chợ Mới ha. Cái thằng bạn bữa đó nó hỏi thằng Trường, nó nói hỏi ở xã nào đó mà tôi mắc lội vòng vòng qua bên lúa rồi nó ở đẳng hai đứa nó hỏi thăm. Không thấy hả? Rồi chắc nãy đi đâu rồi trời? Sợ đi kiếm người quen làm kiếm. Có nào đi bắt ốc bắt cua gì không? Bắt cá gì không? Mình cũng không biết nữa tại vì Võ ở đây nè không dài biết nè. Cho nên mình mới liên hệ với Võ nè đặng cho vô gặp hoàn cảnh gì đó. Đâu giờ lại chỗ ngủ rồi. Không dài không hỏi tên gì chứ đâu cho nên mình không biết tên luôn đó. Nhỏ tuổi hơn mình. Không có hỏi thăm nào hỏi biết có khờ gạo gì không, không biết bình thường mà. Có khi nào không biết đi đâu hay là chắc không bình thường đâu. Chắc đi bắt cua bắt ốc gì rồi. Không có chỗ nơi nương tựa. Có hỏi rồi. Đâu nấu đây là hả? Nấu rồi nè. Chắc đồ ăn cái này còn đây chắc không có đến đảo đi đâu. Nó không có đi, ruộng nó ở đây đặng đi vòng vòng thôi. Có cái gì ăn không? Con. Có gì không? Cơm. Có gạo không? Có trong ơi chứ. Nấu nước nè. Con cái tô à. Có trứng, có trái trứng kìa, có trái trứng vịt chết ra kìa. Giống gách trơn rồi. Có trái trứng vịt bên này mới chết ra nè. Một mùng đó mới cho đó. Có cái trứng vịt kìa. Đó thì dưới đây có một cái em trai đi giữ vịt nè mọi người. Nhưng mà bị giữ vịt sao mà giờ bị đuổi nghỉ hay gì rồi.
bây giờ sống ở dưới gầm cầu, sống dưới gầm cầu quần áo phơi nè. Đó. Quần áo phơi mà lum nhân nè. Nói gì hay vậy? Không có trình lộn nữa. Ai đâu bển nói chuyện gì vậy? Rồi nước đâu mà ổng uống vậy? Để nước đá nó uống. Dạ. Vì này ta đi vòng vòng này cái gì? Có cục đá này mới nè. Giờ mới uống nước thì đi đâu rồi? Đi cho tôi xin dạy đi uống cho rồi. Ừ. Rồi đi ra bẻ nè. Bữa đó tôi xách gàn chai nước với cho nó thế này nè. Cho gì? Đựng nước đá nó uống. Cho cái ca đó ha. Chứ nó để nó cắt, nó không có, nó cắt này ra đựng mà chắc này dư hay sao á. Thiệt này còn nhiều. Cũng như cục nước đá nhiều quá thì để ra đó uống. Cũng đi mua nước đá được nè. Vì là nó mới đi rồi. Thì bữa đó ra rồi thấy vậy cho nó có 100 mấy ngàn lẻ móc hết cho nó luôn. Cho mua đồ ăn luôn ha. Ừ. Tối chắc dân nằm đây ngủ quá. Anh cho mùng đó hả? Cho mùng với mền với quần áo thêm luôn đặng nó có mặt. Mà tôi kêu nó lại đó, nó dân ở chỗ miếng đan nữa đó. Dân giống mà ngủ. Không, dân mùng đằng đó đó. Rồi mới cuộn ở đây. Mấy bữa đầu không có gì thì nằm cũng nhiều nè. Nằm hơi co lại một chút vậy thôi. Người thấy vậy tôi kêu lấy bao chải đó đó, dân bụng đó dễ ngủ hơn. Mà quần áo đây mình đi đâu kia trời? Cái này nó đi, chắc đi kiếm việc làm hay là đi mò ốc gì á. Hồi trưa giờ tôi tính ra mà nắng quá làm biến không ra đó. Tại vì ngày hôm qua nó mò đâu được 2-3 ký ốc. Đem vô tôi chỉ nó đem vô bán cho bà cô ở kế nhà máy đó. Dạ, ốc gì anh? Ốc quắn dưới kinh nè. Dạ. Rồi bà đưa gửi tiền cho tôi. Mà để tôi đem ra mà tại chưa có dịp đi ra. Mới có 31 tuổi hả? Bữa đó hỏi 31 tuổi. Chắc ăn ba cái bắp chuối, ốc buồn vàng không quá. Nè, dục kìa. Vỏ chuối kìa. Đúng rồi. Ẩm gà là ăn bắp chuối dữ lắm. Tối không có đèn, đốt cái đèn cây nhỏ nhỏ hả? Tội quá hả? Tối thui hả? Sao mà không chịu về nhà ta đây, chợ mới gần mà. Nó nói gì chả, sống cũng không có được, không có chỗ thà là gì mà ở đây nè. Tránh mưa mà tránh nắng cũng được hơn. Vì chảnh là người thân không có cho vô nhà. Nó nói vậy thôi. Nói vậy ha. Ừ. Cũng như là không còn đất cát, không có cha mẹ mà. Vì không có ai hăng hiện vô ha. Đúng rồi. Bởi vì mới... Anh gặp ngoài hay là thấy tội không? Nhìn tội không? Trời ơi, nhìn thấy rết nước mắt luôn chứ. Nhìn thấy là mình rết nước mắt ha. Khổ lắm hả? Thấy khổ người ta mình mà sống kiểu giống như mà tưởng tượng mình thấy mà người ta lùa con bày dịch đi hết trơn mà còn con dịch ở lại nó lạc kiểu đó, đó mà người ta mà tưởng tượng giống vậy là thấy khổ lắm đó. Mấy gì mới đem lặt vặt đồ ra, cái nào cần thiết đồ đem ra. Đấy, anh cũng hồi trưa tại mắt bán cái cây đó mắt sữa đắt chứ không thôi là đi đem ra nó thêm đồ này kia cái nào cần xài đó. Nhìn cái chỗ này thấy tội quá hả? Đây không có đèn đường nè. Không, ở đây không có. Người ta hù tại cái lộ đường mà đường lộ vắng, không có nhà cửa luôn. Ở đây gì chứ mơ mốt cắt lúa này hết xả vô là nước ngập lúc lúc này luôn. Thế hả? Thằng chứ đâu có đó, cái chấn nước tới cái cột đó. Đúng rồi đó. Chấn nước ngập đó. Còn gì sao ở trời? Không mà tôi suối nó ở đã thì ở đi, nhưng mà chừng nào ấy thì nước ngập thì vô cầu chổng ở chỗ nãy mình quẹo xuống đó. Chắc ngập rồi khi ổng lên bù che đó ổng mở đó. Còn nó không chịu vô thì lên bù che, lên bù che nó mệt hơn, nó chơi chứ không bằng. Không ấy lên cái bờ vườn chuối chỗ cái ông vườn dừa ngủ. Ông đó đó. Cái đó vườn dừa vườn chuối đó của tôi đó. Tôi nói ở đây có đói quá thì ấy bắp chuối với chuối gì đó bẻ ăn đi, cái đó của tôi đó bẻ ăn tự nhiên đi. Ai tốt quá. Chứ mình đâu có ở không đâu, mình vô hoài trong này được. Giữa đồng mà. Cái kệ này đâu mà có sẵn là. Cái này chỗ người ta nuôi vịt, người ta cầm vịt nè, người ta bỏ người ta đi rồi có dán rồi nó mục giết hết rồi còn bao nhiêu đó. Còn như là lên đây ngủ luôn ha. Xô không có cá. Chắc được 2-3 bộ đồ quá. Con bộ thay đổi hà. Con bộ hả? Ăn mặc bộ đó rồi tôi mới lấy gì thấy vậy tôi lấy cho thêm một bộ rồi lại thêm 2-3 cái áo thun. Ăn với muối nè. Ăn cơm với muối nha mọi người ơi. Muối một. Cơm. Chén muối bên đây mà cơm. Gạo là anh cho đó hả? Của ông anh Tư. Anh Tư cho gạo. Mình thấy chừng nào bởi vì ra hỏi thăm bây giờ chừng nào hết mình hãy xách ra nữa. Dạ. Ốm lắm lại.
cũng không ốm gì, cũng vừa vừa mà không mập. Tướng bự con không? Nhỏ, không nhỏ bự. Rồi cái tay có tật ha. Ừ. Tật bên tay trái. Ừ. Không có cái gì hết đó. Rồi ông kiếm đi đâu trời. Trời, bữa đó còn tệ nữa, đằng này súng lại cho mới nhiều vậy chứ. Anh mở ra coi có gì trong anh. Cái trái trứng này lục được trái trứng kìa. Trứng trứng vịt nè. Lục ở đâu được trái trứng vịt kìa. Đó. Rồi cái bọc gì kia? Nước. Đó, mở ra cho ông bà cô chú coi có cái gì. À, chả có gì hết. Mì, người ta cho mì với ấy đồ thôi à. Chắc có gì thôi đi. Rồi ông kia đi đâu rồi? Đi qua bé bông sen này, dì cúng. À, rồi bữa nay không có rồi, để mai mốt thì em chạy lên em xuống này thử coi có gặp không. Đúng rồi, có. Mên có đi cũng không? Anh có Mên có vô đây không? Có thì đi. Anh thấy người đó ở đây, anh gọi điện cho tụi em chạy tới. Chạy đường này nè. Không, nói chung đi vô Hoài Hà, nói chung là người đi giấc sáng là có. Thế với hả? Chịu một chút nữa cũng có, tại em sẽ... Nói chung giấc này mình đi vô hơi xui không gặp thôi. Thế ừ. Chứ nó ở ngoài mà nó đâu có đi đâu. Mà tại chứ giờ này đi làm gì ha, bắt ốc gì ha, đi kiếm. Dạ. Yeah. Sợ có heo gặp mấy cắt đi vô kiếm bắt chuột gì ăn không chừng nữa. Có mấy cắt à? Nghe mấy cắt đâu hì hì đó. À. Chạy hì hì đó. Ừ. Có chừng đi ra mấy cắt lúa. Dạ anh Lâm. Đấy, à, gì đó. Đó, rồi mình tăng chào mọi người nha. Để... Minh Tân gặp cái em này quay cho mọi người xem.